Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Và Dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ vai bò cho anh em mình tham khảo anh em ha. Thì như trước mặt anh em thấy đây là một chiếc đồng hồ vai bò, có cái dáng nó nhìn nó cũng dị dị anh em ha, nhìn nó cũng quăng quăng dị dị. Ok, anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ vai bò này nó có cái gì hay anh em. Trước tiên cũng như mọi khi, em xin báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó anh em ha. Con này thì đến từ nhà Zygote anh em, Zygote đến từ Pháp anh em ha. Cấu hình của nó là 5 gông 5 búa chơi một bản Westminster truyền thống điểm chuông 15 phút chạy tuần anh em. Đó, 5 gông 5 búa nhìn nó hơi vậy vậy anh em. Anh em mà cái con này là anh em nào mà chơi đồ gỗ á, chơi mà gỗ cục cục khói khói đồ á. Đó. Bày con này chơi cũng rất là hay anh em ha. Rồi. Mỗi chiếc đồng hồ đều có một cái mã số anh em. Con này là con VB114 anh em ha. VB114. Kích thước chiều ngang tổng thể là 68, chiều cao là 22,5 và đặc biệt là chiều sâu nó lên tới 18 cm anh em. Đó, cái độ bè nó ra được. Đó, nó rất là dày cơm anh em ha. Đó. Đường kính mặt số là 16 cm anh em, giá giao lưu là 4.300.000 đồng anh em ha. 4.300.000 đồng bao gồm gì anh em? Bao gồm bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó, cái này quan trọng lắm nha anh em. Đó, bảo hành nha, chứ không có hỗ trợ rồi bao chạy gì hết nha anh em. Đó, cái vụ này là rất là quan trọng luôn á. Bảo hành đó, bảo hành máy 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó. Có gì nữa anh em? Bao ship toàn quốc nha, bao ship 63 tỉnh thành toàn quốc, ship tận giường cho anh em ha, miễn phí ship. Anh em nào ở khu vực Sài Gòn là bên em giao lắp tận nơi ha. Em ở Gò Vấp Sài Gòn cho nên sẽ hỗ trợ cho anh em trong cái việc giao lắp tận nơi ở khu vực Sài Gòn. Anh em lưu ý những cái bước giá đưa ra nó sẽ kèm những cái điều kiện gì nha anh em. Đó, rất quan trọng nha. Rồi, anh em mình đi soi đi anh em. Con này cái vân gỗ đẹp lắm nè. Đó, anh em thấy cái vân gỗ nó không? Anh em thấy nó là gỗ gì anh em? Đó chính là gỗ gụ anh em ha. Đó, gỗ gụ. Anh em thấy nó nét nó căng luôn anh em. Nét căng không? Nét rất là căng nè. Đó, chơi với em là điều đầu tiên nhất phải là sạch và đẹp cái đó, mọi chuyện tính sau. Đó nè, coi cái vân gỗ ha, vân gỗ gụ ha. Đó, vân gỗ gụ rất đẹp nha nè, rất đẹp. Đó, con ruồi mà đậu vô là nó té trượt chân đập đầu liền nha anh em. Đó, nó nét như vậy nha anh em. Đó, cái anh em thấy mà. Đó, cái độ nét của nó chứ không có quẹt đâm bậy nha anh em. Có cầm cục bông gòn chét bùa nha anh em, nhìn dễ biết lắm anh em, coi cái độ nét của nó đó là anh em biết liền. Còn anh em mình thấy nó quặn là bùa tầm bậy tầm bạ anh em ha. Đó. Đó, không làm thôi anh em, làm mà phải cho nó ra hồn ra trò anh em, nhìn cho nó đàng hoàng tử tế anh em ha, nhìn cho nó đẹp đó, chứ không có kiểu bùa tầm bậy tầm bạ quẹt nha anh em. Đó. Và anh em biết không, em chia sẻ rất là thật ha, anh em muốn một cái bộ vỏ mà nó đẹp như thế này, nét mà nó căng như thế này và cái độ bền nó cao thì anh em phải tốn tiền nha anh em, phải tốn tiền nha. Và tốn rất là nhiều tiền nữa anh em ha. Đôi khi có những chiếc đồng hồ á anh em mà dọn á, cái tiền công dọn á, thân vỏ phụ kiện máy móc nó còn mắc hơn cái tiền sát nha anh em. Lưu ý cái tiền, anh em lưu ý để mà có một cái nhìn nó khác nhau nha. Cái hàng mà nguyên zin bộ tay mình đem từ bên nước ngoài đem về anh em thì không bao giờ so sánh được những cái kho hàng mà có sự đầu tư nghiêm túc nha. Đó, về thân vỏ phụ kiện máy móc và quan trọng nhất vẫn là vấn đề bảo hành nha. Anh em phải lưu ý nha, hàng nguyên zin bộ tay đem về có sao bán vậy thì không bao giờ bằng được những cái con hàng có sự đầu tư nghiêm túc nha. Anh em lưu ý nha. Đó. Đây nè, còn cái vân gỗ nữa nè. Đẹp thôi anh em. Anh em mình hình dung anh em mình đặt chơi ở nhà mình để thì một cái con hàng mà nó đẹp anh em thì nó sẽ làm đẹp cái ngôi nhà của anh em mình. Còn anh em mình mà đem về mà nó rẻ chóc sức veneer rồi nó xù xì nó xùi lên nhìn nó khó chịu lắm anh em, ngày nào anh em mình cũng dòm thấy nó hết. Cho nên cuộc chơi của em là tất cả mọi thứ nó phải đều đồ là chơi đồ đẹp hết, và không phải riêng em anh em mà tất cả mọi người ai cũng muốn sở hữu đồ đẹp, không ai muốn chơi đồ xấu hết nè. Đó, anh em coi cái vân của nó ở bên hồng đẹp thôi nè, nó cái vân gụ của nó ở đây thì nó làm những cái tiểu tiết này nè. Đó, đó, cái khối hình khối ở đây nó u ra, anh em coi cái vân gỗ của nó đẹp thôi nè, vân gỗ gụ đó. Đó,
và đương nhiên phải là ghép đối xứng anh em ha, anh em thấy đối xứng thùng tay lúc nào cũng vậy, ghép đối xứng chính giữa đó, hai bên là vân gỗ gụ anh em đó, anh em có cái vân gỗ nó, anh em có cái độ nét của nó, chơi gỗ anh em là phải thấy vân nha anh em đó, phải thấy vân. Vậy tại sao anh em, tại vì cái vân gỗ nó rất là đẹp anh em ha, nó chơi gỗ mà nó đen thui, nó đen thui nó không thấy miếng vân nào hết, rồi nó xùi nhìn nó rất khó chịu. Cái giống như là cái bộ bàn ghế mà anh em mình đang sử dụng ở nhà, bộ bàn ghế gỗ á, nếu như mà nó xuống quá rồi á thì nhìn nó kỳ lắm anh em ha, nhìn nó ghê lắm đó, anh em thấy cái vân gỗ không đó, rất đẹp anh em ha. Rồi đây là cái phần bên trái này nha, đó nó thiết kế nó cũng lạ lạ vậy vậy anh em ha, đó, anh em có cái độ nét của nó rất đã ha. Rồi mặt số anh em ha, đây là viền đồng kính mo nè, đương nhiên là vậy ha. Cái viền này nè anh em, nó bằng đồng ha. Đó, cái này á, xài một sử dụng một thời gian lâu quá anh em thì nó sẽ bị ố oxy hóa ha. Anh em mình lấy miếng cà na anh em mình chùi cái nó sạch liền, sạch nó sáng liền anh em ha. Tại nó bằng đồng mà. Đó, rất là dễ anh em ha. Anh em mình lấy miếng cà na chùi cái là nó sáng quắc liền. Rồi, ở đây là một cái vành số anh em. Vành số này nó bằng đồng anh em ha, bằng vành đồng. Mặt số hộp trò bằng đồng. Đó nè. Đây. Rồi cặp kim đặt chân anh em ha, đặt kim Seagot. Rồi. Anh em thấy cái vân gỗ nó đã không? Cái con này đặc biệt là cái body của nó dị dị mà nó cái vân nó đẹp lắm nha. Anh em có vân gỗ của nó. Đó, vân gỗ của nó. Nó ghép đối xứng rất đẹp anh em ha. Đó, cái vành này bằng vành diêm nha anh em, vành diêm đó. Đó, bằng đồng nha, mặt số hộp trò đó, cặp kim đó. Rồi anh em mình đi xuống phần sau, con này nó sử dụng là cơ chế quả lắc nha anh em, cơ chế quả lắc thì trên clip em có chia sẻ rất là nhiều ha. Cơ chế quả lắc thì anh em mình mở cái nắp này ra, anh em mình cầm ngay chỗ này, đẩy nó thấy phía trước cho cái quả lắc nó dựa vô, xong anh em nhấc bổng nó lên theo phương thẳng đứng ha. Rồi anh em mình xoay. Đó, rất là dễ dàng anh em ha. Và nó sẽ không bao giờ bị lệch ngựa nha anh em. Đó, nó không bao giờ bị lệch ngựa nha. Đó, rồi anh em mình đẩy nó lại. Khởi động quả lắc ha. Đó. Mặt trước đẹp thì mặt sau như thế nào anh em? Mặt sau cũng phải đẹp anh em ha. Anh em biết sao, anh em mình mà chơi anh em mình bày tứ diện á, nhất là anh em mình hay để trên cái bàn trà, không có ốp cái con đồng hồ vô tường á, thì nó phải nhìn bên nào nó cũng phải đẹp hết nha. Đó, nhìn đằng trước tới, đằng sau qua, đằng sau lên anh em ha, bên hông nữa, đó là nó phải đẹp hết anh em ha. Đây nè, đó nó phải sạch đẹp nha anh em, đó sạch đẹp, đó sạch đẹp, đó sạch đẹp anh em ha, đó nó phải sạch đẹp. Đó. Rồi, đây anh em, đó mái mọc, đó anh em thấy cái logo Seagot không? Logo Seagot, máy Seagot. Năm gông anh em ha. Rồi, mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy này anh thấy sao ạ? Nó chạy một chiếc máy Seagot anh em ha. Còn rất là đẹp. Và quan trọng nhất là anh em biết gì không? Chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha. Nó cần phải được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu. Đó là quy trình bắt buộc bên em ha. Và đó cũng là một cái sự khác biệt. Bên em là không có lau dầu 300k gì đâu nha anh em. Và cũng không bao giờ nhận lau dầu 300k nha. Và mấy cái mà vệ sinh máy đó thì nó cũng rất là dễ anh em. Cái kiểu mà lau dầu 300k thì em có thể hướng dẫn cho anh em mình về tự ở nhà làm cũng được nữa. Đó, còn mà hàng mà ở bên nước ngoài đem về anh em đó, thì đa số là nó hư hỏng hết anh em ha, không có con nào mà nó còn gọi là nhìn tươi tắn được hết. Thì anh em dễ lắm, anh em cứ nghĩ anh em hình dung nó chạy bên nước ngoài mấy chục năm rồi, còn cái gì nữa đâu nữa mà
mà hoàn hảo hoàn thiện được anh em. Chiếc máy là nó phải hao mòn chứ anh em, nó chuyển động là phải hao mòn và phải hao đòn là phải hỏng hóc. Và những cái công đồng hồ như thế này anh em ở bên nước ngoài nó bán trời trời á, đó, xong rồi nó hư nó bán ra ngoài trời trời, anh em mình gom đem về Việt Nam anh em ha. Đó, em chia sẻ rất là thật nha, không có gì mà gọi là giấu giếm hết. Thì anh em nghĩ đi, nó chạy gì nổi anh em, chạy đi kiếm thợ thôi chứ. Nhưng hiện tại ở Việt Nam anh em thì những anh em thợ người ta bảo dưỡng cái con đồng hồ này rất là ok anh em ha, để cho nó vận hành tiếp tục cho nó sử dụng tốt bền. Đó, ngày xưa thì anh em mình thiếu máy móc đồ đạc đồ này kia nọ đó, thì làm nó cũng hơi này kia ha anh em ha. Còn bây giờ đó anh em, trong cuộc chơi người ta chơi nhiều rồi, cái chuyện mà đầu tư máy móc để mà làm cho một cái con đồng hồ nó chạy nó ok đó nè, thì hiện tại thợ ở Việt Nam mình làm rất tốt nha. Anh em ở Việt Nam sửa đồng hồ hiện tại là làm rất là tốt, cho nên là nó sẽ có một cái độ bền ha. Quan trọng nhất là phải can thiệp bảo dưỡng nha nè, can thiệp bảo dưỡng cho cái máy nó hoàn hảo đó. Rồi mời anh em nghe Westminster sáng cơm sườn nha anh em, trên con Seagod à, bài bò Seagod. Quá hay đúng không anh em? Đó, dạo Westminster sáng cơm sườn rất là hay anh em ha. Sáng cơm sườn chiều ăn nước tương ha. Tối leo lên giường nằm nghe cải lương. những âm thanh quen thuộc ở trên bản nhạc Westminster. Và đặc biệt thì trên những cái dòng đồng hồ quay bò anh em, do cái cấu trúc của nó, cái đáy này nè, cái thùng nó nhỏ cho nên là đa số cái âm của nó cũng khá là to anh em ha. Đó, nó thể hiện rất tốt. Đó, nằm gồng. Thể hiện rất tốt nha. À, mấy con bài bò đó, anh em cứ thấy xuống xây lại, mở nắp ra đẩy tay lên cho cái quả lắc nó dựa vô, anh em mình nhấc bổng nó lên đó, nhấc bổng nó lên xong rồi xây. Con này thì nó cũng khá nặng nha anh em, con này khá nặng nha, do cái phần gỗ của nó rất là nhiều đó, nó chắc chắn lắm. Phần gỗ nó không phải giống như mấy con mà cái vỏ nó như thế này đâu. Mấy con như thế này thì cái như thế này đó anh em, thì cái vỏ nó nhẹ lắm, vỏ nó hơi nhẹ ha. Còn vì cái con này thì nó hơi nặng tí, tại vì nó gỗ thịt nè, anh em thấy đây nó mấy cái miếng gỗ thịt nó cũng khá là nặng ha. Đó, nó cứ dày cơm ha, nhìn cái dịu dáng nó cũng độc lạ. Ok anh em, với mức giá là 4.300.000 đã bao gồm bảo hành và vận chuyển ha. À, nếu thấy hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.